Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Nhịp sống miền Tây ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sau. Ghi nhận những đóng góp của đồn biên phòng Chu Lý trong việc đảm bảo an ninh biên giới. Hiệu quả của công tác truyền thông giảm thiểu tảo hôn ở vùng đồng bào Thái, huyện Quan Sơn. Sau đây là nội dung chi tiết. Đứng chân trên địa bàn xã Trung Lý, huyện Mường Lát với nhiệm vụ quản lý bảo vệ 7,8 km đường biên giới với 4 mốc giới, phụ trách địa bàn 15 bản Mông Thái. Những năm qua, đồn biên phòng Trung Lý luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đồng thời khơi dậy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để nâng cao nhận thức cho người dân trong việc gìn giữ an ninh trật tự vùng biên giới, đồn biên phòng Trung Lý đã không ngừng đổi mới phương pháp, kết hợp với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, dễ hiểu, giúp nhân dân tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn. Ngoài ra, các đảng viên được phân công phụ trách địa bàn còn tranh thủ tiếng nói của những già làng trưởng bản, người có uy tín để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao nhất. Từ hồi có đồn đến đóng quân thì bà con rất yên tâm về trật tự an ninh, nhất là những kẻ xấu đến phá hoại tuyên truyền các thứ là có đồn kết hợp cùng với nhân dân đã làm tốt vấn đề đó, nhân dân được tin tưởng đảng nhà nước. Với nhiệm vụ quản lý bảo vệ 7,8 km đường biên với 4 cột mốc giới, đồn biên phòng Trung Lý đã tích cực phối hợp với dân quân địa phương, hội phụ nữ, đoàn thanh niên làm tốt công tác kiểm tra tuần tra nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hoạt động trái phép, các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm biên giới quốc gia, tình hình bảo vệ rừng khu vực giáp ranh, đảm bảo cuộc sống bình yên cho nhân dân. Trong cái thời gian tới, để bảo vệ vững chắc cái chủ quyền an ninh biên giới, thì chúng tôi tiếp tục chỉ đạo đơn vị phối hợp với các cái cơ quan ban ngành và đặc biệt với địa phương, dân quân địa phương, dân quân bản, xã, Trung Lý làm tốt cái công tác tuần tra bảo kiểm soát, bảo vệ biên giới. Hai là tuyên truyền, vận động trong nhân dân thực hiện tốt các cái quy định, hiệp định, hiệp nghị, quy chế khu vực biên giới và tham gia cùng với lực lượng bộ đội biên phòng để làm tốt cái công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Việc tuần tra ở khu vực biên giới luôn được xem là hoạt động thường xuyên của các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Trung Lý. Hoạt động này nhằm đấu tranh đập tan các âm mưu phá hoại của thế lực thù địch, gây mất tình hình an ninh biên giới và triệt phá nhiều nhóm tội phạm xuyên biên giới có vũ khí, vừa giúp cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân hiểu biết nhau hơn, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân, tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở khu vực biên giới Thanh Hóa. Theo số liệu thống kê giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, tình trạng tảo hôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quan Sơn đã có dấu hiệu giảm dần. Năm 2016 có 244 cặp kết hôn, trong đó có 85 cặp tảo hôn, chiếm 35%. Năm 2017 có 241 cặp kết hôn, trong đó tảo hôn có 40 cặp, chiếm 17%. Năm 2018 có 250 cặp kết hôn, trong đó tảo hôn có 23 cặp, chiếm 10%. Năm 2019 có 141 cặp kết hôn, trong đó tảo hôn chiếm 14 cặp, chiếm 10%. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi mới học xong lớp 7, Ngân Thị Thủy ở bản Bàng, xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn đã bỏ học giữa chừng để phụ giúp gia đình việc nương rẫy. Tuy nhiên, với mong muốn sớm thoát khỏi vất vả, nghèo khổ, Ngân Thị Thủy đã vội lấy chồng khi chưa đủ 17 tuổi. Và đến nay, khi mới tròn 19 tuổi, Thủy đã là mẹ của hai đứa con, đứa lớn mới 2 tuổi, còn đứa bé mới tròn 8 tháng tuổi. Nếu không kết hôn sớm thì giờ đây Thủy đang ở độ tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ. Nhưng vì sự bồng bột của tuổi trẻ mà Thủy đã đánh mất cả tương lai. Sau khi kết hôn, cô liên tục sinh con và nuôi con nhỏ. Hàng ngày phụ giúp gia đình việc bếp núc giặt giũ, còn kinh tế thì do chồng và ông bà nội gánh vác. Do kinh tế khó khăn nên những tháng ngày qua, chồng của Thủy cũng phải đi làm thuê ở Hà Nội. Ở nhà chỉ còn người vợ trẻ và những đứa con thơ ngóng chồng, ngóng cha. Khi mà mưa khơi chầu khô ấy,
Thứ nhất giờ lấy chồng sớm vất vả lắm, kinh tế thì không tự lập, con cái thì không có kinh nghiệm để chăm sóc. Bây giờ chồng lại đi làm xa, một mình phải chăm sóc hai đứa con vất vả lắm. Câu chuyện buồn về hệ lụy tảo hôn cũng đã diễn ra ở gia đình ông Mạc Văn Thành ở Bản Bìn, xã Sơn Lư, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Khi con trai ông là Mạc Văn Vững và con dâu là Hà Thúy Vân đều đang học cấp 3, đã dừng việc học để lập gia đình. Thường xuyên tụ tập bạn bè, không quan tâm đến việc học hành, ham chơi, không làm chủ được bản thân, các em sớm làm cha làm mẹ khi tuổi đời còn quá trẻ. Từ ngày có con dâu, có cháu nội, cuộc sống của gia đình ông Thành lại vất vả hơn. Không chỉ lo miếng cơm manh áo, mà việc chăm sóc con cái, ông bà đều phải là người càng đáng. Con dâu ông còn trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm chăm sóc nên vợ chồng ông Thành phải thường xuyên thay phiền nhau ở nhà chăm cháu, quán xuyến việc gia đình. Kết hôn ở cái tuổi, ăn chưa no, lo chưa tới, nên gánh nặng cuộc sống gia đình đều chất lên đôi vai của những người ông, người bà. Bản Bàng trước đây là một trong những bản có tỷ lệ tảo hôn cao của xã Trung Thượng. Năm 2017 có 7 cặp tảo hôn, năm 2018 có 4 cặp và năm 2019 không còn trường hợp tảo hôn nào xảy ra. Có được kết quả đáng ghi nhận như vậy chính là sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền xã Trung Thượng trong việc phát huy vai trò của tổ chức chính trị xã hội, gia làng trường bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền vận động, thuyết phục đồng bào. Chú trọng tuyên truyền tại các thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung vào các đối tượng có nguy cơ cao là phụ nữ, thanh thiếu niên, tiến tới chấm dứt tình trạng tảo hôn. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các ban ngành đoàn thể mở các lớp truyền thông với các chủ đề như giảm thiểu tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản bằng các hình thức như thông qua các bài giảng của báo cáo viên, phát tờ rơi, sân khấu hóa đã thu hút được đông đảo người dân tham gia. Chúng tôi lập kế hoạch và phối hợp với ban dân số xã thì cử các cán bộ chuyên trách về tận các bản để tuyên truyền sâu rộng về vấn đề tảo hôn và để các đối tượng cụ thể ở đây là các cháu vị thành niên hiểu được các cái hậu quả của cái việc tảo hôn, ở đây là kết hôn sớm. Chúng tôi cũng đã xuống tận các thôn bản tuyên truyền. Chúng tôi còn ra cái hình thức là gia đình nào mà xảy ra tảo hôn, chúng tôi sẽ các chế độ chính sách của nhà nước được hưởng, chúng tôi sẽ cắt các cái trường hợp mà xảy ra như thế. Thì đến năm 2019 thấy giảm hẳn cái việc tảo hôn của các bản. Phát triển kinh tế bền vững cũng là một trong những nhóm giải pháp quan trọng để giảm thiểu tảo hôn ở các thôn bản. Do không có việc làm thường xuyên, nhiều bậc phụ huynh phải đi làm ăn nơi xa để lại con cái ở nhà và thiếu sự quản lý của cha mẹ, dẫn đến nhiều hệ lụy buồn. Để người dân mạnh dạn phát triển kinh tế ngay tại địa phương, chính quyền huyện Quan Sơn đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn vay, khoa học kỹ thuật, áp dụng vào sản xuất, tích cực nhân rộng các mô hình điểm làm kinh tế giỏi để nhân dân học tập. Thông qua các ban ngành tổ hội mở các lớp tham quan tập huấn học tập kinh nghiệm nhằm định hướng cho các đoàn viên thanh niên khởi nghiệp làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình. Để giảm thiểu cái tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức rà soát và tạo cơ hội cho chị em được vay vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội để sử dụng cái nguồn vốn vay đó vào cái việc chăn nuôi, sản xuất và phát triển kinh tế hộ gia đình. Đây cũng là một trong những cái tiền đề mà góp phần cùng với các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân trong toàn huyện giảm thiểu cái tình trạng tỷ lệ nghèo trên địa bàn toàn huyện. Quan Sơn đã đặt ra mục tiêu đến năm 2020 giảm 50% số cặp tảo hôn và đến năm 2025 cơ bản giảm thiểu tình trạng tảo hôn, chấm dứt hôn nhân cận huyết thống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, huyện Quan Sơn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp các đối tượng, từng bước làm thay đổi nhận thức của nhân dân. Từ đó, góp phần đổi thay đời sống của nhân dân nơi vùng cao biên giới. Chuyên mục Nhịp sống miền Tây đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.